OK, hello chào anh em nha rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Thì sau video hôm qua thì uh, ngày hôm qua mình đã ad con hạt này đã nạp 30 triệu để xoay những những cái con uh, kiến đỏ, Ê, để xoay những con kiến đỏ. Nhưng mà có vẻ không được may mắn cho lắm. Đấy, hôm qua nạp 30 triệu để xoay thì nó chỉ được uh, uh, một con kiến xanh không sao nè và một con uh, con bọ này 4 sao và một con uh, 2S minus này một sao nói chung là cũng bình thường chứ không phải là xui nhưng mà thông qua lúc xoay cái con tóc hành này nó xui nè đấy, nạp hai triệu năm mà xoay được có đúng có ba mảnh thôi đấy hiện nay thì mình vừa nạp thêm 10 triệu mọi người ha vừa nạp thêm 10 triệu để, để, xoay tiếp vừa nạp thêm 10 triệu đi xoay tiếp nè đấy, mọi người thấy không cái gói này là một cái gói này là gói Uh, 2 triệu rưỡi này Đây là gói uh, 1 triệu uh, 2 nè 3 gói 1 triệu 2 nè Đấy rồi uh, gói 490 này Đấy. rồi gói uh, uh, 210 rồi 110 vậy đó Nói chung là mua uh, vừa bơm thêm 10 triệu để để quay Đấy, để quay bây giờ mình uh, sẽ quay nha mọi người ha thì sau khi xem xong video này của mình á thì uh, mọi người ủng hộ cho mình bằng cách like đăng ký kênh nha anh em nào có chỗ trợ nạp game chiết khẩu từ 15 đến 20 phần trăm rẻ hơn so với mọi người tự nạp qua visa hoặc momo uh, thì có thể liên hệ ủng hộ mình qua cái số zalo 0888 nha mình có ghi với phần bình luận bảo hành vĩnh viễn tất cả các gói nạp đến khi game sập luôn ok Bây giờ mình sẽ vào nha anh em ha để hôm nay test thì may mắn coi là mình nạp thêm 10 triệu thì uh, quay được gì có xui hay không phải không 10 triệu thì được 331 vòng quay. Ở đây có một lần rút thưởng miễn phí nè. Đấy, mình rút. Không biết là quay bao nhiêu lần thì được một phần rút thưởng miễn phí. Ở đây mất 300 thì sẽ được nhận 20 mảnh nha anh em. Đấy. Đấy. Ok, quay 10. 10 lần đầu tiên không trúng. 10 lần tiếp theo, ok đã được một mảnh, một mảnh. 10 triệu là được một mảnh rồi. Đấy hơi đen, hơi đen, hơi đen. Rồi, 10 triệu được 2 mảnh. Mình sẽ cộng dồn số mảnh lên nha. Đấy. Cái này thì uh, 20 mảnh nhận luôn, nhận luôn nha anh em. Nhận luôn. 20 mảnh. Ok. Cái này là móc uh, móc 300 vòng quay nha, móc 300 vòng quay là mọi người sẽ nhận được uh, uh, móc 50 sẽ được 5 mảnh này, móc 100 sẽ được uh, 10 mảnh này. Rồi móc móc 300 sẽ được hai hai chục mảnh, nói chung là sẽ được một con hai uh, sao hay gì đó. Ừ, một con uh, gần một con hai sao, gần một con hai sao. Rồi, tiếp. Rồi, ba mảnh, ba mảnh. Có vẻ ấm êm hôm qua. Ơ, à, này nó lại quay quay ngược lại nè. Nó lại quay ngược lại nè. À, à à. Ngon ngon. Quay ngược lại thì ngon anh em. Bốn mảnh nó quay ngược lại nó quay ngược lại nó mở tiếp chứ không phải là mất luôn <laughs> ôi tuyệt vời tuyệt vời đây chụp hình lại <laughs> tuyệt vời ôi lại chúng nữa là nãy giờ được nhiêu rồi ba sáu bảy mảnh bảy mảnh rồi ôi nhận thêm nữa hôm nay có vẻ may mắn tám mảnh 9 mảnh. Ồ. Oh. Hôm nay có vẻ may mắn nha 9 mảnh. Ôi, oh. tuyệt vời, 12 mảnh. <laughs> tuyệt vời, tuyệt vời. Có vẻ may mắn đấy. 13 mảnh. Ờ. Uh. Ra hai phát ba là thấy hên rồi. À, nhận móc tiếp, nhận móc 150 tiếp 13 mảnh rồi anh em. Tới giờ tăng tốc độ thôi. Hình như giờ tăng tốc độ nó không may cho lắm 14 mảnh. 14 mảnh rồi. 15 mảnh. Ơ ơ. Ôi trời ơi. Còn gì bằng? Còn gì bằng? 19 mảnh luôn. Còn gì bằng? hôm nay may mắn hôm nay may mắn hôm nay thức dậy đến răng rửa mặt tắm rửa xong may mắn ok đấy 19 mảnh nha anh em 10 triệu được 19 mảnh hôm qua thì may hôm qua thì nạp 2 triệu rưỡi hôm qua mình quay thử hai triệu rưỡi thì hôm qua nạp 2 triệu rưỡi hôm qua mình quay một lần hai triệu rưỡi thì nó đi được 3 mảnh thôi đấy còn những cái kia thì anh ông anh ông quay thì mình không biết đấy. Hôm nay thì mình quay 10 triệu được 19 mảnh là quá thơm, quá thơm rồi. Đấy, tí nữa nè, ở đây nó lại reset tiếp nè, reset tiếp nè anh em. Chứ không phải là mình quay nhận hết là thôi đâu. Khá là ok đó. Bây giờ mình sẽ vào mình nâng thử con kiến mình lên. Đây, nâng kiến mình lên lên được mấy sao rồi? 80 mảnh luôn anh em ơi. Nâng lên. Nâng lên. Nâng lên. Cái này cái mảnh kiến đặc chủng này tí nữa thì uh, um, tí nữa cũng thôi để này để đi ba sao ba sao hai triệu tám lực chiến con này đúng ngon Tại vì cái con ạt này là nó ạt này là theo tầm xa nha anh em đấy, lính tầm xa <laughs> nè bốn k lính tầm xa đấy nên nên phải bắt buộc chơi con đó nha. Đấy Hôm qua thì quay quay nhầm lấy con này nói chung là cũng không nhầm đâu tại muốn chơi kiếm đỏ thì thì phải lấy đủ ba con ba con trở lên mới mạnh thôi ok ok nha hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha rồi hôm nay có vẻ may mắn đấy anh em nào mà có nhu cầu nạp game thì uh, có thể liên hệ mình và ủng hộ mình qua số zalo 0888249968 nha xe nhớ xe video này cho anh em và bạn bè trong liên viên cùng xem nha mọi người ha ok hẹn gặp lại mọi người nha